Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Mình đang có ở đây là hai chiếc Samsung Galaxy S20 Ultra. Và sự khác biệt, đây là chiếc đến từ thị trường Mỹ, chạy Snapdragon 865. Còn đây là chiếc S20 Ultra phiên bản chính hãng tại Việt Nam mà mình đang sử dụng chính. Đây, hình nền con gái và vợ mình đây. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn trên tay và trải nghiệm một chút về con Samsung Galaxy S20 Ultra chạy phiên bản Snapdragon này. Và thực sự thì nó quá khác biệt so sánh với chiếc S20 Ultra chạy chip Exynos 990 mà mình đang dùng. Vậy thì sự khác biệt của nó đến đâu? Có nên đánh đổi một vài những thứ trải nghiệm khác để lấy một hiệu năng tốt hơn hay là không? Cũng như là mức giá thì thực sự là nó cũng khá là cả. Thì các bạn có nên lựa chọn chiếc điện thoại này hay là không? Bắt đầu kỹ hơn trong cái video ngày hôm nay nha. Let's go! Thì đầu tiên hãy nói về cái mức giá. Mình mượn chiếc S20 Ultra này tại Digifone. Và Digifone là một cái tên rất là quen thuộc, luôn mang về những sản phẩm độc lạ và dị và các kiểu. Thì đây là máy đến từ thị trường Mỹ nhá. Các bạn lưu ý là máy Hàn thì nó cũng chạy Snapdragon 865. Nhưng mà mình không có cơ hội được trên tay mấy con máy Hàn tại vì mức giá nó cao kinh khủng quá. Hôm rồi đâu mình thấy vẫn còn bao nhiêu 27 28 triệu rồi con S20 Ultra kinh khủng quá. Mà con này 23 triệu. Tức là nếu nói cho đúng ra thì nó sẽ rẻ hơn so với hàng chính hãng được đâu đó tầm khoảng 1 2 triệu gì đó chẳng hạn. Đôi khi các bạn mua hàng S20 Ultra trong những đợt hot sale, flash sale ấy, thì thậm chí giá còn ngang bằng như thế này luôn cơ. Nhưng tại sao các bạn vẫn nên lựa chọn cái phiên bản chạy chip Snapdragon này? Thì vấn đề chính là cái hiệu năng và vấn đề chính là cái trải nghiệm sử dụng hàng ngày. Thực sự thì con S20 Ultra mà mình đang dùng chạy chip Exynos này với những cái nhu cầu hàng ngày của mình thì nó cũng không có những cái vấn đề gì quá lớn để khiến mình phải suy nghĩ cả. Nó vẫn rất mượt mà trơn tru trong những cái tác vụ hàng ngày, Facebook, lướt web, YouTube các thứ, rồi là lâu lâu mình chụp hình nhẹ nhàng các kiểu. Thì đó là những cái nói chung là nó làm vẫn rất là tốt, từ phần mềm, từ hiệu năng mở app mọi thứ đều ok. Nhưng mình không dám chơi game trên con này, đặc biệt là chơi trong một khoảng thời gian dài. Mình không dám leo hạng liên quân, mình không dám bắn PUBG. Bởi vì nó nóng lên rất là nhanh. Và cái quan trọng là cái FPS trong quá trình của mình chơi nó không ổn. Nhưng với con máy Mỹ này thì khác. Chỉ nói riêng về vấn đề game thôi, mình sẽ cho các bạn xem một cái đoạn mình sử dụng cái GPU Watch, là một cái tính năng được tích hợp bên trong cái phần mềm của nhà Samsung. Thì các bạn cũng có thể thấy sự khác biệt khi mà cái mức GPU trên con chip Snapdragon nó chạy rất đều và ổn định. Trong cái đó với con chip Exynos thì nó lên xuống. Nhìn cái biểu đồ như thế thì các bạn sẽ hiểu một cái vấn đề. Cái lỗi ở đây không phải đến từ con chip này nó được tối ưu như thế nào. Mà vấn đề ở chỗ đấy là mình nghĩ rằng cái thuật toán xử lý của cái GPU nó không thực sự ngon. Nó dẫn đến máy nó bị nóng lên rất là nhanh và cái FPS trong quá trình mình chơi nó sụt cực kỳ nhanh trong một khoảng thời gian có thể nói là ngắn thôi. Tại vì máy nó nóng lên nhanh, thế nên là bị throttling thụt xuống. Trong đó với con này thì khác, bắn PUBG HDR 60fps quá mượt, tải PUBG Trung Quốc hoặc PUBG quốc tế về có thể mở được cái tùy chọn FPS là 90, chơi cực kỳ sướng. Và mình phải khẳng định một điều là nó không bị tụt FPS trong quá trình các bạn chơi. Mình thử vài game PUBG bắn kiểu 4v4 á, liên tục không hề bị tụt, cho dù là bắn được FPS 90 cực kỳ sướng. Và vấn đề ở đây đó là gì? Đó là hiệu năng. Khi mà gaming là một trong những cái mà nhiều người sẽ mang ra để mà đánh giá nhất thì Snapdragon 865 nó khác biệt quá nhiều khi so sánh với con chip Exynos này rồi. Nhưng game mình tin là nhiều bạn sẽ không chơi, vậy thì nó ảnh hưởng đến cái gì nữa? Chính là cái nhiệt độ. Nếu như các bạn sử dụng cái máy chính hãng như thế này, thị trường Việt Nam dùng chip Exynos, thì đôi khi các bạn chỉ cần chụp hình liên tục với nó trong một khoảng thời gian đâu đó, chụp tầm vài chục tấm hình, thậm chí các bạn lôi ra là quay video, cái cụm camera này bị nóng lên cực kỳ nhanh. Và nếu như các bạn mà sử dụng cái tính năng gọi là chụp một chạm ấy, single take one take ấy, thì các bạn chỉ cần chụp liên tục đâu vài shot nó cũng sẽ bị nóng lên rất là nhiều. Trong khi đó cùng là những cái tính năng như thế, cùng là những cái yêu cầu sự nhu cầu như thế, con này không bị nóng lên, nó vẫn rất mượt mà. Và cái quan trọng hơn nữa là khi mà chúng ta sử dụng những ứng dụng hàng ngày á, thì con này lâu lâu nó bị nóng lên, nó sẽ gặp cái hiện tượng đấy, cảm giác nó bị khựng khựng, giật giật. Nó từ 120Hz cảm giác như kiểu con chip không đáp ứng được tốt ấy, nó sẽ cảm giác như các bạn đang sử dụng cái màn hình 60Hz thông thường. Nhưng con này thì không, nó quá mượt trong gần như tất cả những nhu cầu hàng ngày sử dụng luôn. Thế nên rõ ràng cái nền tảng chip khác biệt là Snapdragon 865
nó tạo ra quá nhiều sự khác biệt so sánh với con chip Exynos 990 này. Nên mình vẫn phải đánh giá một điều, đấy là cho dù các bạn có chơi game hay là không thì sử dụng con Snapdragon 865 nó vẫn sướng hơn hoàn toàn khi so sánh Exynos 990. Đương nhiên sẽ vẫn có rất nhiều cái chữ nhưng mà các bạn sẽ cần phải cân đối. Đây là máy Mỹ, đặc biệt hơn là cái phiên bản này mình mượn thì nó đến từ nhà mạng AT&T. Thì cái điều đầu tiên chính là việc cập nhật phần mềm, nó sẽ bị cập nhật thông qua cái server của nhà mạng. Đương nhiên là nó cùng sử dụng cái mã là G988U, các bạn có thể thừa sức upsize những cái phiên bản ROM quốc tế sử dụng cho chip Snapdragon này thì chúng ta có thể update phần mềm một cách tốt hơn, nhưng không phải ai cũng biết về cái vấn đề này. Giới hạn về phần mềm sẽ là những thứ mà các bạn sẽ cần phải lưu ý đầu tiên. Lưu ý tiếp theo chính là nó không có bảo hành chính hãng ở Việt Nam. Mức giá 23 triệu trong cái máy xách tay thì các bạn sẽ phải chấp nhận bảo hành tại DigiPhone. Vẫn biết là bảo hành tại đó thì cũng khá là ok, nhưng mà chắc chắn không thể nào nó tốt được giống như bảo hành hãng. Cái đấy là mình phải khẳng định rõ ràng luôn. Rồi là nó không có 2 SIM. Tuy rằng trên cái vỏ hộp nó có 2 email, nhưng trong cái tùy chọn cũng như là khay SIM ở bên trong này thì mình không thấy có cái email thứ hai, cũng không có cái tùy chọn add thêm eSIM vào để mình kích hoạt được tính năng 2 SIM. Nhưng mình nghĩ rằng cái vấn đề này chỉ là một vấn đề liên quan đến phần mềm mà thôi. Có 2 email thì sẽ có một cách nào đó để chúng ta kích hoạt được cái tính năng 2 SIM trên cái điện thoại này lên. Nhưng ở thời điểm mình đang làm cái video này, các bạn phải lưu ý không có 2 SIM. Cũng như nó thiếu đi một vài những cái nó phụ thuộc theo cái thị trường. Ví dụ như là cái máy này thì không có tính năng ghi âm của gọi. Và đây là một trong những điều mình thấy thực sự quá là tiếc luôn. Đó. Thì đấy chính là những thứ mà các bạn sẽ phải đánh đổi. Đánh đổi thêm một vài thứ khác, ví dụ như là Galaxy Gift, Samsung Pay, thì cái đấy có thể cũng không thực sự quá quan trọng nếu như các bạn không ở những khu vực nội thành như là Hà Nội hay là Hồ Chí Minh. Thế nên nói chung đấy là những thứ mà các bạn sẽ cần phải cân đối và suy nghĩ. Vậy còn những thứ khác thì sao? Thì đương nhiên các bạn sẽ vẫn có màn hình kích thước lớn 6.9 inch, độ phân giải 2K+ ở mức 60Hz và Full HD cộng mức 120Hz, rực cực kỳ sướng, cực kỳ mượt mà. Và quan trọng là sử dụng với các phiên bản chip Snapdragon 865 này thì nó rất là mượt, nó lại không bị nóng như là Exynos 990, nên là cái trải nghiệm sử dụng cảm giác nó cũng sẽ mượt hơn, sướng hơn. Rồi là camera của chúng ta cũng sẽ được xử lý nhanh hơn, ít nóng hơn, chụp hình liên tục về lâu về dài, chụp nhiều hình liên tục thì nó cũng không gặp cái hiện tượng đấy là bị đơ đơ, lắc lắc, hay là cái kiểu dạng camera cảm giác nó khựng, hay là quay video liên tục thì cũng hạn chế cái vấn đề gọi là hình ảnh ban đầu thì rất là mượt nhưng máy bị nóng lên thì nó bị lát, giống như là máy chính hãng ở thị trường Việt Nam. Thì đấy chính là những thứ mà các bạn sẽ cảm thấy là nó mượt mà hơn, nó trơn tru hơn và các bạn cảm thấy nó tự tin hơn cho dù là các bạn sử dụng với bất cứ một cái nhu cầu gì. Thì đấy chính là những cái kết luận và những cái trải nghiệm của mình sau vài ngày sử dụng cái phiên bản S20 Ultra chạy chip Snapdragon 865 này. Mình thì rất thích nó, nhưng nó sẽ không phải là chiếc điện thoại tiếp theo của mình, bởi vì nó thiếu đi một vài cái cơ bản mà mình cần, ví dụ như là 2 SIM hay là cái ghi âm cuộc gọi. Mình sẽ vẫn phải chấp nhận một vài những thứ yếu kém trên con Exynos này để đánh đổi lấy những cái trải nghiệm cho cái công việc của mình mà thôi. Chấp nhận chứ không biết nói sao giờ. Vậy thì các bạn nghĩ sao về Samsung Galaxy S20 Ultra chạy Snapdragon 865 tốt hơn so với Exynos 990 hay là không? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn DigiPhone đã hỗ trợ em sản phẩm để thực hiện cái video này. Link sẽ ở phía bên dưới nếu như các bạn quan tâm. 23 triệu trong một cuộc tình, trải nghiệm tốt, hiệu năng ngon, dùng sướng với phần mềm cực kỳ ấn tượng, lại còn thương hiệu xịn nữa. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Comment nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!